Sản phụ cần làm gì khi có những dấu hiệu của sẩy thai? Trong quá trình mang thai, không bà bầu nào muốn mình rơi vào nguy cơ bị sẩy thai. Tuy nhiên, ngay cả những sản phụ khỏe mạnh và mang thai đủ tháng cũng cần phải có kiến thức về dấu hiệu của sẩy thai để đảm bảo sự sống còn của thai nhi và sức khỏe của người mẹ. Vậy sản phụ cần làm gì khi có những dấu hiệu của sẩy thai? Thứ nhất, chúng ta cần phải tìm hiểu sẩy thai là gì. Sẩy thai là hiện tượng thai bị tống xuất ra khỏi buồng tử cung trước khi thai có thể sống độc lập bên ngoài tử cung. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sẩy thai khi thai bị tống xuất khỏi buồng tử cung trước tuần thứ 22 của thai kỳ. Trọng lượng thai lúc đó thường nhỏ hơn 500 g. Sẩy thai tự nhiên diễn ra qua hai giai đoạn: dọa sẩy thai và sẩy thai. Thai phụ cần nắm rõ các dấu hiệu để có thái độ xử trí phù hợp đối với mỗi giai đoạn. Thứ hai là dấu hiệu của dọa sẩy thai bao gồm những gì? Thứ nhất là thai phụ có thai dưới 22 tuần, có dấu hiệu ra máu âm đạo, có thể có máu đỏ tươi hoặc ít nhầy hồng, có khi ra máu đỏ sậm hay đen, máu ra ít một hoặc liên tiếp. Thứ hai là đau bụng, thường không đau bụng nhiều, chỉ có cảm giác tức nặng bụng dưới hay đau âm ỉ vùng hạ vị. Thứ ba là bác sĩ khám thấy cổ tử cung còn dài và kín. Thứ tư là siêu âm, có thai trong buồng tử cung, có tim thai đối với thai lớn hơn 7 tuần, có hoặc không có dấu hiệu bóc tách của nhau thai. Đối với trường hợp thai phụ có những dấu hiệu như vậy, cần sắp xếp đến khám tại phòng khám chuyên khoa sản để được thăm khám và xử trí kịp thời. Thứ ba, dấu hiệu của sẩy thai bao gồm những gì? Sẽ rất là đáng buồn khi một người phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ sẩy thai. Dù không mong muốn điều đó xảy ra, người mang thai cũng nên nhận biết những dấu hiệu sau để kịp thời cấp cứu. Thứ nhất là người mang thai ra máu nhiều, có thể chảy máu đỏ tươi hoặc máu thành khối, màu sậm hoặc đen, có khi chảy dịch trong nhiều như nước tiểu, dịch chảy ra có mô nghi là phôi thai. Thứ hai là đau bụng vùng dưới và đau lưng. Vùng bụng dưới bị co thắt mạnh, từng cơn và cảm giác mót dặn. Thứ ba là sốt hoặc ớn lạnh, cảm giác mệt mỏi, vã mồ hôi. Thứ tư là mất dấu hiệu mang thai như đau ngực, buồn nôn. Mặc dù thực tế là những dấu hiệu này sẽ mất đi khi thai đến 10 hoặc 14 tuần tuổi. Thứ năm là bác sĩ khám âm đạo thấy cổ tử cung đã xóa, mở, có thể thấy khối thai, nhau thai trong âm đạo. Cổ tử cung hình con quay vì lỗ trong và phần trên cổ tử cung đã giãn, phình to do thai xuống thấp. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều trường hợp người mang thai không có triệu chứng gì trước khi sẩy thai, nhất là với những thai còn rất nhỏ, thai phụ chỉ thấy ra máu âm đạo rất ít. Một số trường hợp ghi nhận thai phụ còn có tâm trạng buồn bã, khó chịu hoặc có vị lạ trong miệng trước khi có những triệu chứng sẩy thai rõ ràng hơn. Vùng bụng dưới bị co thắt mạnh, từng cơn, cảm giác mót dặn là một trong những dấu hiệu của sẩy thai. Thứ năm là sau khi sẩy thai, thai phụ cần làm những gì? Phụ thuộc vào tình trạng sẩy thai mà các bác sĩ sẽ đưa ra cách xử trí cho thai phụ. Thứ nhất, nếu thai phụ đang sẩy thai mà rau và thai đã thập thò ở cổ tử cung thì bác sĩ sẽ tiến hành gắp thai ra khỏi tử cung một cách hoàn toàn. Sau đó, bác sĩ sẽ dùng thuốc và các biện pháp phù hợp để đề phòng chảy máu, kiểm soát buồng tử cung sạch sẽ. Thứ hai, nếu thai phụ sẩy thai hoàn toàn, bác sĩ sẽ kiểm tra buồng tử cung đã sạch hay chưa. Nếu buồng tử cung vẫn còn sót rau thì phải tiến hành nạo hút buồng tử cung và tái khám để kiểm tra. Thứ ba, cũng có trường hợp được chỉ định đợi các mô tự đẩy ra khỏi cơ thể, thời gian kéo dài khoảng 1 tháng. Quan trọng hơn hết là thai phụ cần cho mình thời gian hồi phục sức khỏe và tinh thần sau khi bị sẩy thai. Để đảm bảo an toàn, bạn cần có biện pháp tránh thai. Phương pháp tốt nhất là dùng bao cao su hoặc thuốc tránh thai hàng ngày trước khi thể trạng trở lại bình thường, không quan hệ tình dục và giữ vệ sinh sạch sẽ vùng âm hộ, tầng sinh môn khoảng 2 tuần để các mô âm đạo hồi phục. Về mặt tinh thần, phụ nữ bị sẩy thai sẽ có tâm trạng vô cùng đau buồn và mất mát. Gia đình và bạn bè cần an ủi, động viên họ. Sẩy thai không có nghĩa là bạn không thể có con. Hãy tìm đến cộng đồng, những nhóm hỗ trợ tâm lý để cân bằng cảm xúc và lấy lại nhịp sống bình thường. Mặt khác, phụ nữ sau khi sẩy thai cần lưu ý giảm thiểu tối đa những nguy cơ sẩy thai trong tương lai bằng lối sống lành mạnh và tích cực. Thứ nhất là không hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích hoặc rượu bia. Thứ hai là giữ cân nặng ổn định, không để thừa cân hoặc thiếu cân. Thứ ba là tránh tiếp xúc các chất độc hại từ môi trường. Thứ tư là những người mắc bệnh tiểu đường có các vấn đề liên quan đến dạ con, cổ tử cung hoặc ngoài 35 tuổi, thai phụ sảy thai liên tiếp hơn 2 lần vẫn có nguy cơ sảy thai tương đối cao trong tương lai. Vì vậy cần đến khám thai sớm ngay khi có dấu hiệu có thai, chậm kinh hoặc nghén. Kiến thức về dấu hiệu của sảy thai cũng như phương pháp điều trị là những kiến thức về sức khỏe sinh sản mà bất kỳ ai cũng cần phải tìm hiểu. Những thai phụ đang trong thời kỳ đầu của thai kỳ hay cuối thai kỳ đều phải thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe của thai nhi và nhận biết các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Nếu người mang thai gặp tình trạng sảy thai, hãy cố gắng lấy lại tinh thần và lạc quan hơn để cơ thể sớm hồi phục, tránh tình trạng suy nhược và trầm cảm.